Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo bão Oklahoma, miền Trung Nam nước Mỹ có nhất 6 cơn lốc xoáy và đã hoành hành tại bang này trong ngày 3 tháng 11 theo giờ địa phương. Lốc xoáy cộng thêm mưa bão đã khiến hàng chục ngàn ngôi nhà và doanh nghiệp mất điện, nhiều người bị thương, trong đó có 11 người phải nhập viện. Khu vực thủ phủ thành phố Oklahoma và các vùng xung quanh là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, trong khi bão lốc cũng được ghi nhận rải rác ở các nơi khác. Tại thị trấn Choctaw phía đông thành phố Oklahoma, lốc xoáy đã san phẳng một khu phố làm đứt dây điện, đổ những cây lớn. Mưa lớn gây ra lũ quét ở một số khu vực. Nhà chức trách đã ghi nhận một vụ cháy do sét đánh. Hơn 99.000 ngôi nhà và doanh nghiệp ở Oklahoma đã mất điện vào lúc đỉnh điểm của mưa bão. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, hơn 75% hệ thống điện đã được khôi phục. Dự báo nhiều trận mưa lớn và thời tiết khắc nghiệt có thể tiếp tục xảy ra trong 24 giờ tới, cản trở công tác tìm kiếm và cứu hộ. Cơ quan cứu hộ khẩn cấp đã thông báo một số điểm trú ẩn dành cho cư dân phải di dời hoặc những ngôi nhà bị mất điện.